À dạ em xin chào cô chú anh chị nhé. Dạ thì trưa hôm nay thì đang ăn trưa thì nhận được một tin nhắn từ Zalo của một khách mua hàng của chú anh chị. Anh này ở Bình Dương. Đang ăn cơm mà đọc xong cái muốn bỏ chén cơm xuống luôn. Số là cái này vài ngày thì hai ba hôm gì đó. Thì chủ nhật, chính xác là chủ nhật. Em đăng clip em bán đầu quạt. Đầu quạt này nè, chính xác là cái đầu quạt cầm trên tay này ha. Đầu quạt sử dụng motor mạch 2 tầng. Motor này là motor không than, thấu từ máy photocopy Nhật ra. Thì bữa đó là em bán khuyến mãi là 350 bao phí ship. Thì cái anh này ở Bình Dương anh có đặt mua một cái. Thì mình gửi hàng cho ảnh cũng như bao khách hàng khác. Thì chắc là hôm nay anh nhận được hàng. Anh khui hộp ra và anh chụp cái hình, ông anh chưa chụp hình nữa, anh nhắn tin cho mình, anh nói là sau gửi cho anh cái đầu quạt mà không phải motor tháo máy photo đó. Hỏi mình mới tức quá, mình nhắn tin thì nó phiền, đang cơm mình gọi điện mình hỏi anh dựa vào cái gì để anh biết cái motor mình gửi đi không phải là motor máy photo đó. Thì ảnh mới nói là thấy trên clip là nó có tức là chỗ cái chiếc áp mà chỉnh tăng nhanh chậm á là cái bản mạch chứ không phải là mỗi chiếc áp. Ảnh còn nói thêm câu nữa, cái chiếc áp kèm theo là bị sai. Mình mới hỏi ủa chiếc áp sao sai, đúng nói là chiếc áp phải nằm trên cái mạch, còn cái này là cái chiếc áp rời không à. Nói bây giờ anh có coi được clip này, anh mở lại cái clip ngay ngày chủ nhật vừa rồi coi có nó giống, coi cái đầu quạt mình gửi cho anh nó có giống cái đầu quạt mà mình quay trên clip không. Đầu quạt motor mạch 2 tầng mình quay rất là rõ ràng và mình đăng sao mình bán vậy chứ không phải là treo đồ về bán là chó anh ơi. Và motor chính xác là 100% tháo từ máy photocopy ra. Thà là mình không có hàng thì mình nói hết hàng chứ mình chẳng bao giờ mà mình nói có hàng mà mình đi gửi khác hàng, chưa bao giờ luôn. Mình có gửi khác đi nữa thì mình cũng phải báo anh ơi loại A em hết rồi, giờ gửi loại B anh có lấy được hay không. Và A hay B hay C hay D thì bốn loại đó tất cả đều là tháo máy photocopy. Ví dụ nè, đây là motor nè, nó nằm trong máy có model A. Đây là motor tháo từ máy photo có model là B. Đây là motor tháo máy photo có model là C. Tất cả bên mình bán ra motor đều là tháo từ máy photocopy. Mình không nhập motor trôi nổi trên thị trường, hay gọi chính xác là motor mấy bạn hàng mình nhập từ Trung Quốc về, mình không có chơi. Đó là cái độc quyền của mình. Đó là cái độc quyền của mình nha. Mình duy nhất chỉ bán một loại đầu quạt motor tháo máy photocopy. Mình giải thích cho anh nghe, nói ủa gì kỳ với anh. Ví dụ như mình nói ảnh khẳng định mà, tại vì tin nhắn ảnh khẳng định là mình gửi đầu quạt không phải là motor tháo máy photocopy. Mình nói trời tôi có bán hàng lừa đảo đâu, tôi bán sao, nói gì. Ảnh nói ủa tôi có nói với anh lừa đảo, anh đã dùng từ tôi bán không đúng thì chẳng phải là lừa đảo là gì. Anh nói tôi chỉ thắc mắc. Nếu anh thắc mắc là nói gì nè, nếu một người nào mà thắc mắc thì nói ủa anh ơi sao cái motor này nó không giống cái motor mà anh tháo máy photocopy anh quay video clip gì, cái đó mới gọi là thắc mắc. Còn này anh đã khẳng định nó không phải là motor tháo máy photocopy. Cái khẳng định với cái thắc mắc nó khác nha anh. Mình lớn rồi mình phân biệt được cái câu từ mấy cái từ ngữ cho nó chính xác xíu ha. Đó. Mình không có hàng là mình báo không có hàng. Nhiều người coi clip cho em biết mà, nhiều người ta hỏi mình nó hết hàng hoài à, là thật sự nó hết hàng. Còn lúc nào có hàng là mình có hàng. Bán A là gửi A, bán B là gửi B ha. Đây cái mà anh thắc mắc, trong anh đang nhận hàng anh thắc mắc nè, đang cầm trên tay nè. Motor tháo máy photocopy.
ai không tin. Ảnh nói ảnh không tin, mình gửi cho ảnh 80 cái clip luôn. 80 cái clip mà mình tận tay mình tháo máy gửi cho ảnh xem. Thử ảnh còn tin nữa không? Vãi thiệt chứ.